Cơn mưa lớn bắt đầu từ cuối giờ chiều ngày 12 tháng 5 đã khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng nghiêm trọng. Tuyến phố Triều Khúc lâu nay đã trở thành điểm đen về tình trạng ngập úng tại thủ đô Hà Nội. Chỉ sau 30 phút xảy ra mưa lớn, cả tuyến đường chìm trong biển nước. Giao thông bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi nhiều phương tiện chết máy, không thể tiếp tục di chuyển. Thật ra em không nghĩ mưa to như thế này, mỗi lần mưa chỗ này ngập khá là cao. Thì cứ đến mùa hè thì em lại rất là sợ, tại vì mưa lên và phải mất mấy ngày sau thì mực nước mới xuống lại. Một số tuyến phố như Thụy Khuê, Trích Dài, Lò Đúc, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng cũng rơi vào tình cảnh tương tự, có nơi nước ngập nửa bánh xe máy, tràn vào trong nhà dân, khiến cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ dân bị đảo lộn. Cái này cứ mưa to này là ngập luôn, cứ nó mưa khoảng đó nửa tiếng là ngập. Nói chung là ô tô thì là xe máy đi qua đây là phải dừng lại hết, không bị ngập hết nước, không gì được. Ôi ơi, nhà thấp thì nó đánh cho bay cửa luôn, nó nước nó tràn vào cửa, có ai không kinh doanh gì được. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm.